Ngày hôm nay thì mời tất cả các anh em chúng ta cùng trở lại với tựa game cải tạo hành tinh. Ôi, cảm ơn game Han. Chúng ta sẽ cùng lên sao hỏa. Hôm trước thì nếu mà anh em còn nhớ là tôi đã cải tạo hành tinh này đến cái mức độ là bắt đầu là có mây rồi anh em ạ. Bầu trời bắt đầu có khí quyển rồi. Tôi sắp sửa trở thành cái đấng tạo hóa rồi. Chỉ cần hôm nay là sẽ có nước, có mưa, có nước nữa là hành tinh sẽ có sự sống. Anh em đều biết đúng không ạ? Để một hành tinh có sự sống thì một trong những điều kiện tiên quyết là phải có nước. Đấy, chúng ta ngày hôm nay sẽ có nước nhé. Ý tôi là không không phải nói đến cái chuyện là các chị em đang xem kênh tôi có nước nhá. Tôi chị em hiểu lầm nhá. Tôi đang bảo hành tinh này nó sẽ ra nước ngày hôm nay. Cảm ơn anh em lựa. Có mỗi ông nghĩ thế à? À, thế à? Mỗi tôi nghĩ thế thôi à? Anh em nhìn thấy bầu trời trên hành tinh chưa? Coi như là xanh lét luôn. Anh em nhìn thấy những cái mảng mây chưa? Bắt đầu có những mảng mây rồi anh em. Đấy. Hồi đầu tôi lên cái hành tinh này là còn màu nó còn sang cái màu đỏ đỏ. Nhìn tởm tởm á. Nhưng bây giờ nhìn khá đẹp. Bây giờ nhìn khá đẹp. Bây giờ có khí quyển. Tôi sẽ chơi cho hành tinh này ra nước đúng không? Cảm ơn anh em ha 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 ha. Tôi chơi hành tinh này ra nước. Tuyệt vời. Từ đã bây giờ chúng ta làm gì nhỉ? Hôm trước là tôi xây được cái Minecraft 2 này. Ngoài ra tôi đã xây được cái chỗ để có thể ăn uống này, thu hoạch này, hoa quả ăn uống này. Tôi cần phải tìm thêm 3 giống nữa để ấy vào đây. Đúng là lên Chiron xuống chó. Vừa mới bị đâm móp xe. Anh em sàn hơi đen nhỉ? Hơi đen. Vừa buổi đầu trời xe vừa hỏng xong chứ. Nào, chúng ta trồng cây gây rừng thôi. Bây giờ là tôi đến cái phần gì nhỉ? Từ đã để xem bây giờ mình làm những cái phần gì. Oxy này, hớt này, pressure này. Theo anh em này, bây giờ tôi làm gì để trời có mưa được? Thì tôi phải làm gì để trời có mưa? Hình như là muốn có mưa thì càng phải có nhiều kiểu, càng phải có nhiều oxy đúng không? Hay là tôi xây thêm cây cối nhỉ? Bởi vì là cây sẽ hút khí carbonic và thải ra khí oxy mà. Cho nên là muốn kiểu như là có mây có miếc là chắc mình phải trồng thêm cây chứ. Con tàu kia có hòm vàng á, tàu nào? Cảm ơn anh em Bảo Lâm. Dũng CT chơi sao hỏa chảy nước lênh láng. Rồi. Được. Tài tờ ngày mai luôn anh em nhé. Tài tờ ngày mai của clip này luôn. Tôi chơi sao hỏa ra nước linh lãng. Anh phải làm cho hành tinh này nó nóng lên à? À, nhưng mà từ từ đã, tôi không biết bây giờ mình phải làm cái gì cơ. Bình tĩnh đã, để tôi xem nào. Mình đã có cái bút để bay này. Hôm trước là có cái bút để bay. Đúng rồi, có cái jetpack để bay. Rồi, có backpack 3, mining nhanh hơn. Và có cấp xương cấp 2. Để xem là cái mình craft là cái đồ gì đã. À đây, hôm trước là tôi động cơ còn có cả rocket engine luôn. Cảm ơn anh em lượm nhá. Muốn có mưa thì phải móc à? À, bây giờ còn nên lên backpack T4 không nhỉ anh em nhỉ? Này, hôm nay là mình chế cái oxygen tank T4 trước đã để không phải lo về hết oxy này. Với lại backpack T4 luôn nhỉ? Nhá. Oxygen T4 luôn. Chúng ta sẽ cần có alloy, 3 alloy. Muốn chế alloy chúng ta sẽ cần phải có 3 nhôm này, 3 coban, 3 iron, 3 magnesium, 3 titanium, 3 silicon. Rất dễ thôi. À thử có nhôm không nhỉ? Nhôm mình có sẵn 2 nhôm. Ờ đây, thêm 1 nhôm nữa. À, tuyệt vời luôn. Có chị em nào đổi tên sao hỏa nhanh còn kịp. Rồi ôi. Thôi nhưng mà anh em san thì ở bên Mỹ rồi đấy. Còn anh em mèo hai chân thì ở đâu? Cho tôi hỏi khi không phải. Có anh em mèo hai chân nữa. Anh em định cũng anh em định. À định trở Việt Nam rồi. Còn anh em gì nữa nhở? Có anh em Khoa. Có anh em gì mà crush anh em.
Chính như của tôi, anh em nào, anh em gì cơ rớt Huyền nhở? Quên bố tên rồi, không hiểu đầu óc. Não trạng già chán không chịu. Ở Bạch Đệ đúng không anh em, Bạch Đệ đúng rồi đúng không? Anh Bạch Đệ chắc ở bên Mỹ đúng không? Silicon Titanium Titanium Silicon Silicon Iron Iron Anh em mì xào, anh em mì xào không biết ở đâu, anh em mèo hai chân anh em đang sống ở đâu? Việt Nam hay ở nước ngoài? À mà anh em mèo chân Việt Nam mà, thấy Tứ bảo là rủ đi Đà Lạt mà. Thì là anh em mì xào là ở đâu đây anh em mèo hai chân chứ, anh em mèo hai chân là có kinh doanh một cái gọi là cái gì resort ở Đà Lạt à? Cái tên resort đó là gì để tôi search cái. Hôm nào tôi rủ chúng nó đi tàu vào Đà Lạt, tại vì là tôi nói với anh em là tôi sợ đi máy bay. Cho nên là hôm nay tôi rủ cả team đụt đi tàu luôn vào Đà Lạt. Hay rồi, 1 2 3 đã đủ. Cô ban làm cái vlog Thư xinh đẹp em cũng Đà Lạt. Ôi tuyệt vời rồi Thư, anh qua nhà em ngủ luôn nhá. Ok không Thư, bọn hội thằng Tứ Đạt Vũ thì kệ mẹ chúng nó, mà anh qua nhà em ngủ nhá Thư nhá. Không anh nào nói thật đấy được không? Đêm nào cũng cống hiến cho em xem số chim mà chẳng lẽ mẹ từ chối à? Ai cho à? Không à? Ôi Thư khó tính thế, khó tính quá. Quốc phòng em của Đà Lạt, anh em mình về không nhá? Cái anh em phòng chứ không nhá? Anh phòng nghĩ gì mà tôi quay nhà anh phòng đấy. Rồi bây giờ chúng ta làm cái backpack T4. Tôi làm backpack T3 rồi, làm backpack T4 mà lại 3 super alloy đơn giản thôi. 3 super alloy thì mình chế được hết, nhưng mà cần phải có aluminium. Chết rồi, aluminium ở đâu? À nhôm mà đi sang khu nhôm. Khu nhôm ở bên cái chỗ mấy cái hòn đá nó nhấp à, nó lấp lánh nhỉ anh em nhỉ? Chỗ hòn đá lấp lánh. Để làm tí nước uống đã. Thu xinh đẹp lên làm vlog rủ em ra chơi ké. Là sao? Tức là bọn anh sẽ lên Đà Lạt làm vlog và chơi ké em á? Như nào? Em nói lại anh không hiểu lắm. ý Thư là như nào? Chữ ké là như nào tôi không hiểu nghĩa lắm, không biết là như... Ngô Trọng Phúc, ông làm mất mặt cánh đàn ông tụi tôi à. Sorry anh em Phúc nhá, sorry anh em Phúc. Nào sang đây lấy nhôm, tôi cần phải có 3 aluminium vậy anh em ạ. Tranh thủ lấy silicon luôn. Có cần cô ban không nhỉ? Có. Thêm phúc bực. Bay à? Ơ mà tôi ở đây mình có bay mà. Đúng quên á. Mình bay đàng hoàng. Nhà em thì sao anh? Ôi ôi em, thế anh em san nhà có nhà Đà Lạt không? Có nhà Đà Lạt thì qua nhà anh em san ngủ luôn. Tôi thật luôn, cầu cho nhanh.
cần gì phải đi đâu cho nó mệt người. À, tôi nhớ rồi, nhôm là mình phải sang cái mỏ kia. Nhôm là mình phải sang cái bên kia. Quên đấy. Nhôm là mình phải sang bên kia. Bên này không có nhôm. Nhôm là phải đi sang cái chỗ cái hang ở đằng bên kia. Tôi cần thêm 3 sắt. Mua thôi anh, vãi cả trường. Anh em thấy đây. Người có xiềng thế này anh em ạ. Ôi giời ơi, anh em San làm một câu mà tôi nghe như sét đánh bên tai luôn. Thế thì anh em San làm quả con penthouse nhá, làm quả biệt thự. Ừ, biệt thự luôn, rồi sang tên tôi luôn nhá, sổ đỏ ấy, sang tên cho tôi luôn ấy nhá. Ừ, tôi thì tôi cũng không từ chối đâu, sang luôn nhé. Ừ, tôi coi như tôi ở nhà giữ nhà cho anh em San thôi, có gì đâu. Bởi vì anh em San bây giờ mua nhà Việt Nam xong ở nhà để không ấy, nó cũng kiểu thứ nhất là nó cũng bị phai nhòa cho thời gian ấy, nó mốc, nó mọt, nó mốc, nó ẩm thấp, không có người ở. Bây giờ tôi ở Việt Nam mới trông cho anh em San. Anh em San cứ sang Mỹ thoải mái, sang đến khi nào mà anh em San coi như là về lại Việt Nam thì anh em lại vào anh em ở thì có phải là ngon không? Đấy, mà lại còn sổ đỏ đứng tên tôi là đương nhiên rồi, là bất kỳ có chuyện gì ở Việt Nam có thằng nào định tranh chấp, định chiếm nhà là tôi chiến đấu ngay, bởi vì là nó là tài sản của tôi mà. Chứ anh em San mà ở nước ngoài lúc đấy biết đấy là đâu, nhỡ may ở đây nó chiếm nhà thì làm thế nào nhá. Ừ, tôi nghĩ là phương án đấy nó là chuẩn ấy nhá. Ừ. Dũng khều nhà. Đấy, thư chưa chi thư đã vào xin chân giúp việc. Anh em thấy sự khác biệt giữa trai có tiền với cả trai nghèo chưa? Trai nghèo đêm nào cũng live stream phục vụ cho thư xem, bảo qua nhà ngủ nhờ một hôm không. Đấy, trai giàu chỉ cần nói một câu phát tự sang nhà luôn, tự nạp mạng luôn. Thấy sự khác biệt chưa? Đấy, phấn đấu mà làm giàu anh em nhá. Phấn đấu làm giàu, tôi thật. Ừ, lại còn tự chọn rôn hầu gái luôn. Nhất hạng đây. Nghe mà thấm. Ừ, trăm lời anh nói không bằng làn khói A Công mà lị. Thế từ ách chui đây cho đầy oxy đã. À, trăm lời anh nói không bằng làn khói Chiron. Nghe là không được vần cho lắm nhưng mà thôi được. Nhôm đâu nhỉ? Đi vào đây không thấy có cục nhôm nào là sao? À đây rồi. Sao khu này lấy nhôm anh em? Khu này là khu chuyên mỏ nhôm mà. Lấy ba nhôm rồi về. Có hòm luôn này. Ủa ngon, có nước, có thức ăn luôn, ngon. Ủa còn có một cái này luôn, ngon. Tuyệt vời luôn. Mỏ đá sáng màu bạc mới chuyên nhôm á. Đâu, chỗ này cũng nhiều nhôm mà. Cái mỏ đá sáng, cái mỏ đá mà nó nhìn nó bóng loáng, tôi đi qua đấy thì có thấy nhôm đâu. Không có, tôi phải chạy về tôi lấy chứ.
Vẫn nhớ là chỗ này mà. Hôm nay quyết tâm phải có nước anh em nhé. Quyết tâm phải có nước. Tôi nghĩ là nó cũng tùy thuộc vào cái điểm terraformation thôi, là cái điểm cải tạo hành tinh thôi. Mình cứ càng xây thêm nhiều đồ nó sẽ tự động nó lên rồi, chứ cũng chả cần phải gì đâu. Đớp phát. Rồi. Về đó. Chỗ này chỉ có iridium thôi anh. Vừa mới lấy 3 nhôm về xong anh em lại 4 nhôm luôn. Thôi nhưng mà anh em San có về Việt Nam chơi thì cũng không cần phải mua nhà gì đâu anh em San ạ. À, về thuê cái nó gọi là, bây giờ nó hay có cái kiểu gì, nó gọi là cái gì nhỉ, homestay, ở mấy hôm cho vui chơi thôi, trừ khi anh em về hẳn Việt Nam sống, chứ còn mua ở đây làm gì cho nó phí tiền ra. Một phát nữa. Rồi, 3 cái backpack T3 nữa là xong. Ôi chết. Tôi bỏ mẹ tôi rồi, thế làm cho được cái này nữa. Thôi mẹ tôi, như là thả kia ra. Ra thì mấy cái này nó lại bị thiếu nhỉ. Đấy, cất bớt. Anh em sang có chơi BD. Cất bớt, tháo này ra. Bách 4 luôn. Ngon ngay. Hòm đồ tôi bây giờ bố của nhiều luôn. Yên tâm luôn về vấn đề hòm đồ nhá. Oxy với hòm đồ thoải mái luôn này. Oxy 370 rồi. À, tôi nghĩ là để cải tạo hành tinh này chúng ta sẽ cần thêm nhiều oxy, cho tôi sẽ trồng thêm cái mấy cây trồng này nữa. Tôi sẽ build thêm, hiện tại tôi đang có thêm nãy vừa mới nhìn thấy mình có thêm 3 cây trồng ở đâu nhỉ? Đấy, 4 cây. Nên là tôi sẽ trồng cả 4 cây luôn. Khiếp, cái cây Golden Seed để kinh thế. Mẹ, nó sinh ra oxy gen 600% so với bình thường ạ. Được rồi, mình sẽ làm mấy kia. Anh cày Pressure á? Pressure là áp suất đúng không? Làm thế nào để cày được cái pressure nhỉ? Oxy là cây này, pressure là đào. Ý nghĩa là máy đào thế. Thôi tôi cứ xây thêm mấy cái kia trước đi đã. Thêm mấy cái trồng cây đằng nào mình đang bị thừa mất mấy cây. Để trồng thêm mấy cây. Đây, chúng ta có thêm mấy cái trồng cây. Cảm ơn các anh em gửi sticker nhá. Lực Carica Hoàn Tò Buây An O. Cảm ơn anh em nhá. Đây, Ve Ghe Tu Be T3 luôn nhá. Ve Ghe Tu Be này của tôi được tier 3 luôn. Trước là mình mới mẹ tier 1, tier 2 vớ vẩn. Tier 3 luôn nhá. Đâu. Đây rồi, ui, quá đơn giản. Aluminium silicon. Tôi cần xây 4 cái. 4 cái chúng ta sẽ cần thêm 2 nhôm. 24 là 8 silicon. 4 magnesium. Từ từ đã anh em, để nâng cấp cho nó có nước đã.
để chạy hành tinh cho nó có nước, còn nước đã. Anh em phải cho tôi hỏi là cái vụ mà anh thay hết máy đào cũ, mở Presser nó ra cái Orc Extractor á. Orc Extractor là cái gì? Là không phải đi đào tự có luôn á? Thật không anh em? Thật không ấy? Thế để tôi xây nốt mấy cái oxy đã. Tôi xây xong mấy cái oxy xong tôi sẽ làm cái đấy. Kinh quá nhở, không phải đi đào luôn, có luôn Orc luôn à? À quá nhở. Nó là máy đào khoáng à? Ok. Được rồi, mục tiêu tiếp theo của mình sẽ là máy đào khoáng nhé. Bây giờ cứ làm xong mấy cái trồng cây đã. 2, 4, 6, 8 rồi, ok. Magnesium mình cần 4. Đi đón vứt đi. Cô bán vứt tạm đi. Ok. 4. Bây giờ tôi cần thêm 2 aluminium. Đây nhá, bây giờ đi về cái khu kia nhá. Anh em bảo là phải đi sâu vào trong khu đấy mới có aluminium. Tôi vào lại khu đấy ạ. Trời này trông đẹp. Trước là nó còn bị trời màu đỏ đấy, giờ tôi còn phải dùng cái filter để cho màu nó dịu đi anh em xem cho nó dễ. À, bây giờ hôm nay anh em xem stream có thấy có lúc nào đấy bị kiểu giật lag, tụt FPS không? Có nãy bị sập à? Không, sập thì tôi không nói. Sập nó là do nền tảng rồi. Tôi đang hỏi là kiểu bị giật ấy, lag tụt FPS ấy. Sập thì không nói, bởi vì là sập thì nền tảng thỉnh thoảng nó bị ấy mà. Không thấy luôn à? Ở đây đang bay cho nhanh đây. Bay là bị tụt cái gì nhỉ anh em nhỉ? Đâu anh em bảo trong cái khu này có nhôm đâu. Đây tôi đi sâu vào trong luôn nhá. Một nhôm này. À, hai nhôm này. Rồi, ngon. Rồi, đủ đấy. Bay thoải mái không mất gì luôn. Cảm ơn Trần Bình mượt mà hả? Ừ, bởi vì là tôi phải khám phá ra rằng như này anh em ạ. Ôi đây, Orc Extractor đây rồi. Nghiên cứu được Orc Extractor rồi anh em ơi. Tuyệt vời luôn. Hôm trước bên Nemo họ mới gửi cho tôi một cái thông tin về những cái mà thông tin về những cái mà cái server của Nemo hoạt động về cái việc live stream ấy. Khổ đến tận hôm bên Nemo họ gửi tôi đây tôi mới biết. Hóa ra là từ trước đến giờ Nemo là không giống như YouTube anh em ạ. YouTube ấy là chúng ta để bitrate bao nhiêu cũng được. Anh em có thể để bitrate lên 15.000, 20.000, thậm chí là 30.000 cũng được. Nhưng mà hóa ra ở bên Nemo rồi này là tối đa bitrate chỉ có 7.000 thôi. Có để cao hơn 7.000 cũng đéo khác gì. Và thậm chí là còn khiến nó bị dễ dàng bị lag hơn. Thế mới đau chứ. Trước giờ tôi cứ coi như là bitrate cao tôi táng. Cứ 15.000, 20.000. Ờ. Cuối cùng là chỉ có 7k thôi. Tối đa là 7k. Thành ra là mình càng vào nó lại càng nặng. Nó lại càng lag. Đời tôi nó cô liêu. À, n
nước nữa. Bốn nước. Đấy, trước đẩy lên 25k nhưng mà nó chỉ là cảm giác thôi anh em ạ. Là nhiều khi khi tôi nói với anh em ấy là đây tôi đẩy lên 20 mấy k đây, tôi đẩy lên 10 mấy k đây, là thường chúng ta ngay ở trong đầu chúng ta đã mường tượng ra một cái cảm giác là nó nét. Thực chất là nền tảng nó chỉ chịu được đến 7k. Có anh em sàn không không? Anh em đừng chửi Nemo, bởi vì là nếu mà anh em biết Twitch ấy, kể cả là Twitch cũng vậy thôi. Thậm chí là Twitch đến tận cách đây coi như 1-2 năm họ mới nâng từ 6k lên 7k đấy. Còn Twitch trước đây là còn tối đa 6k. Các nền tảng không phải là YouTube thường nó sẽ như vậy. Từ từ tôi ăn phát à. Rồi. À chết, làm thêm nước ạ chứ. Nói chung là thằng YouTube nó mạnh, server nó bố đời thì nói chung là không chơi với anh ấy được. Cho nên là đấy, anh em đang xem tôi đang bật 7k này. Đấy, tôi đang bật coi như là số stream 7k. Xem vẫn như bình thường. Đờ mờ thích và Nemo. Thank you anh em xa đúng rồi. Thế này thì anh em cứ chửi thoải mái luôn. Chửi mà cứ có tiền này. Cảm ơn Thư nhá, ngồi khiếp 999 kim cương của Thư như cũng là đại gia hay sao nhở. Thật có khi chúng ta cứ trêu hóa ra Thư có khi là phú ba ấy chứ. Có khi cũng phú ba kém gì Riku đâu ấy chứ. Đây, xây mấy cái này ở bên ngoài nhá. Rồi, mang ra trồng cây. Với em Trần Bình. Rồi. Trồng thêm 40 cây này là cũng lại lên thêm nhiều oxy đấy. Rồi là chúng ta làm cái orc extract. À từ từ đã, để tôi xây thêm mấy cái máy. Ôi anh em nhìn thấy tốc độ mà chạy lên kinh không? Thêm mấy cây này phát thấy tốc độ mà transformation lên kinh không? Terra formation lên. Và tôi sẽ xây thêm để mục tiêu, từ từ đã, tôi xây thêm hai cái máy này nữa. Xây thêm hai cái máy đào này nữa, hai máy đào cấp 3 này, bởi vì là xây khá dễ thôi. Hai máy đào này chúng ta sẽ cần thêm 4 aluminium, hay là cứ đi cân nhặt càng nhiều càng tốt nhỉ, tại vì là xây cái này dễ mà. Xây thêm nhiều hôm nay chắc chắn là có nước. Hôm nay tôi cho lên 1 triệu điểm KT luôn, tôi chơi 1 triệu KT cho anh em biết thế nào là lẫy độ. Đây, xây đào khoáng trước đây. À anh em, ý anh em mà xây cái đào khoáng kia, máy đào khoáng trước á. Thôi cứ xây hai cái máy này trước nó nhanh mà. Đi lên mấy cái nhôm nhanh không mà. Vèo cái xong mà. Nhôm đậu. Anh đang ở giai đoạn mây còn qua mưa tích nước rồi mới tới hồ à?
Cứ có mưa đi là tôi sướng rồi. Cứ chơi cái hành tinh của nó ra nước là tôi sướng rồi. Còn tôi cũng héo quan tâm. Chứ cái nhà mình xây ở đây trước để mẹ chú lúc mà hết oxy đâu nhỉ? Xây cả cái nhà to tướng ở đây để vào lúc hết oxy đỡ đói lòng mà đâu rồi? Ở đây. Anh đi sâu vào dưới gầm cầu nối chỗ đi vào khu aluminum tôi lấy rồi. Hôm trước lấy rồi anh em ơi. Hòm vàng đó hôm trước tôi lấy rồi. Thấy cái quặng nhôm vào trong này nữa nhở. Cảm ơn Thư nhá. Chết rồi. Còn cái nhôm mà cho ta nốt đi mày. Tôi khai thác có khi là bị khai thác nhiều quá. Khu này khánh kiệt mẹ ơi. Nhôm đã ở đây rồi. Rồi đủ đấy. Về xây thêm hai cái máy kia rồi đấy. Xây thêm 20 cấp 3. Game này có nhiều các nhiệm vụ cũng như quái vật của Subnautica không anh á. Quái vật thì hiện tại chưa anh em ạ. Và tôi cũng có đọc qua cái nó gọi là cái chain log. Không phải là cái chain log mà nó đúng hơn là cái à từ từ ấn nút gì để nó ra cái tọa độ nhở. Không chứ anh em bảo tôi ấn cái nút gì để nó hiện ra cái tọa độ ở góc trên bên trên màn hình nhở. Mẹ. Tôi có đọc cái plan thì đúng hơn. Cái plan của cái thanh niên làm con game này thì ở roadmap đúng không? Ở F2. Thanh kia anh em F2. Cái roadmap thì họ có nói rằng là cuối năm nay sẽ ra phiên bản 1.0, tức là sẽ qua cái giai đoạn early access. Nhưng mà cái thanh niên làm con game này thì nói rằng là họ sẽ không làm các quái vật. Hơi tiếc. Cảm ơn anh em Toàn nhé. Hơi tiếc. Nếu mà họ làm thêm mấy con quái vật nữa thì sẽ hay hơn. Nhưng mà cũng không sao cả. Bởi vì là họ họ tập trung vào cái việc họ tập trung vào cái việc xây và tạo nên sự sống thì chắc chắn là có. Đấy, họ hứa là sẽ có cái vấn đề là tạo nên sự sống. Đấy là chúng ta sẽ có thể tạo ra các loài thú thì có. Nhưng mà đi đánh boss, đi đánh chùm các thứ ABC thì không có. Nhưng mà sẽ có tạo ADN các loài thú. Đấy, chúng ta đúng nghĩa là một tạo một cái người tạo hóa đấy. Nhà tạo hóa đấy. Mấy anh em Toàn nhá. Tạo nên sự sống luôn. Đứng toàn năng, Dũng All Mighty. Tôi đi tí nước đã. Em ăn lốc hết toàn bộ rồi, ngồi đợi tới kỷ nguyên insect lâu quá. Đợi đắt bếp thôi anh em ạ. Cuối năm cơ, bây giờ mình có tháng 4. Bình tĩnh. Cho thanh niên đã biết dần.
Thì không? Tôi còn xây được cả biodome rồi kìa. Biodome này là giống như kiểu cái chỗ lồng kính sinh học à? Rồi, mở nhiều phết rồi đấy. Mở nhiều vãi trường. Đâu, máy đào khoáng đâu? Nuclear. Đây hả? Ork extractor đây rồi. Ok luôn này. Để xây ork extractor nhá. Extract ork từ bên dưới lòng đất. Rồi. Làm luôn. Coi như là những cái ngày tháng khổ sở của chúng ta, việc đi tìm xem nó có qua đi không. Đây rồi. Chúng ta cần có Omium à? À Osmium anh em ạ. Phải. Super alloy thì đơn giản. Aluminium, titanium thì đơn giản. Iridium rod thì cũng đơn giản. Đi làm từng cái một. Iridium rod thì nó cần có 9 iridium. 9 cái. Đủ rồi. Đây có nhà có. Ở nhà đang có 7 cái. Super alloy, làm alloy trước đi. Làm alloy trước đi. Được rồi. Chúng ta làm alloy trước thì chúng ta sẽ cần có một nhôm này cả một nhôm kia nữa. Hai nhôm. Có để nhôm ở nhà không nhỉ? Được rồi, hai nhôm. Đi kiếm hai nhôm. Game này chúng ta không dục tốc bất đạt rồi nhỉ? Không thể dục tốc bất đạt được. Cái gì nó phải từng bước. Chưa cần trồng cỏ đâu, ẩm còn chưa làm xong cái máy đào thì còn lâu lắm mới có cỏ. Ở đây thì đây tôi làm máy đào đấy. Máy đào ngay bây giờ đây anh em, gì căng thẳng nhỉ, căng thẳng nhỉ. Hai nhôm cho tao. Úi giời ơi, bỏ nhôm. Ngon. 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 Bay nhanh phết nhở. Ôi ôi. Cảm ơn anh em Toàn nhá. Các anh em đập trứng. Cảm ơn anh em Toàn đã giúp các anh em viewer đập trứng nhá. Bật nhạc đồng quê như hồi chơi sổ trên Deep đi anh cũng được anh em ạ. Ngày xưa chơi sổ trên Deep hồi đấy nhạc, những cái nhạc này nó còn không phải là nhạc bản quyền. Bây giờ nhiều cái nhạc ở trong đấy nó bản quyền mẹ rồi. Tất nhiên là cũng đa phần các nhạc là không bản quyền, nhưng mà nó có một hai cái là nó bản quyền rồi anh em ạ. Up lên YouTube và nó up lên YouTube và nó cứ lanh tánh bành luôn. Tốt nhất là chúng ta cảm ơn anh em Star In Storm.
Nói chung là tôi bật, nói chung là cũng quanh đi quẩn lại mấy cái điệu, nhưng mà nó có một vài điệu đấy. Được rồi. Super Loy Aluminum đã có. Nào bây giờ chúng ta đi tìm Iridium nhá. Chúng ta có hai cái rồi, chúng ta có thêm 7 cái nữa. Kiểu này đòi lắm thế. Chui vào đây đã. Anh vào khu Iridium có nhôm. Nhưng mà từ từ đã, anh em cho tôi hỏi luôn là cái op à, cái gì nhỉ? Oximum cái mẹ gì là lấy ở đâu đấy? Cái chất màu xanh xanh ấy, nó tên là Oximum ấy. À cái gì? Os hay cái mẹ Osmium là ở 37488. Ok. 37488 hả? Cảm ơn anh em HK110 nha, anh em nhớ giúp tôi cái 37488 nhá, tí tôi sẽ hỏi lại anh em đấy. Để tôi đi lấy cái ấy đã. Iridium đã. Sợ tôi khai thác hết bố rồi. À không, nhiều lắm. Úi xồi ôi. Nhiều như quân nguyên, úi nhiều lắm. Này, còn có cả một cái mảng này luôn này. Để sau này cứ đào thẳng cái này ra thì thôi nhiều. Không bao giờ mới hết luôn. Máy này mình bay được. Hòm vàng luôn này. Ui xôi ơi, ngon. Hòm thường á. Nhỉ. Em hiểu tắt cái đi lại nhìn ra bộ vài anh em ạ. Hóa ra là hòm thường. Đời cô liêu. Bật cái đèn lên nó mới hiện cái màu ra. Không có cái đèn để nhìn chứ màu ánh vàng. Nó tưởng hòm vàng. Thôi được. Game này không đặt nặng vấn đề sống chết ư? Nó là một cái hay anh em. Nhiều tựa game sinh tồn thì nó đặt nặng, khá là nặng vấn đề sống chết. Thậm chí là còn cực kỳ khó luôn ấy. Nhưng mà con game này thì tôi nghĩ là nó đi theo hướng chill. Ở hướng chill là chính. Chơi là thư giãn ấy, không quá khó, nói chung là tất nhiên là cũng vừa có yếu tố phiêu lưu một chút. Nhưng mà nó không phải nỗi quá khó. Cái đấy quan trọng ấy. Nhiều trò khó quá ấy. Chơi cũng nản. Cũng phải nói thật. Được rồi. Nhặt được đúng nhôm luôn. Cất hai cái này vào đây. Cất cái này vào đây. Cất cái này vào đây. Để mang về trồng thêm cây vào đây. Ổn luôn. Luôn. Đang cần thêm cây trồng để nấu ăn. Rồi. Nào bây giờ anh em chỉ lại tôi cái vị trí cái chỉ lại tôi cái vị trí nãy anh em vừa mới nói là cái điểm nào để lấy cái osmium cái. Osmium anh em. Bao nhiêu nhỉ?
37488. Ok. 37488. Vãi trưởng, nhưng mà từ từ đã. Anh có nhìn thấy cái tọa độ ở phía dưới không? Nó đang là 810/31/498. Là cái điếu gì? Nó có hiện cái, nó có hiện cái 37488 đéo đâu. Nó nào nó hiện cái đấy lên. Chỗ con tàu á? À đấy là XYZ à? À ok 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 ok, như vậy là thẳng cái con tàu này gì? Ờ à, đây. Ok. Build cái này cần Iron và Titanium. À mà hình như trên đấy tôi build một cái nhà rồi đúng không? Titanium. Ok. Từ từ đã. Thì tôi đi hơi quá rồi sao nhỉ? Ba bảy tư tám tám mà mình lên còn ba trăm mẹ. Đây tôi đang lên chỗ có oxy đây. Bên phía trên bên phải con tàu có cái hang băng à? À phía trên bên phải đây gì? Hang băng. Ở đây 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 có cái hang băng đây. Hóa ra là hang này hả? Nhưng mà làm sao tôi chưa có đồ để melting. Mình à đây nó nằm bên trong đây đúng không? Tôi cần phải có cái để melting rồi. Để khoan rồi. Khoan vào trong này mới lấy được cái màu xanh xanh. Bắt đầu melting ở 100 NK. Ờ, tức là cái này là mình cần phải thêm nhiệt đúng không? Ừ, thêm nhiệt cho hành tinh. Đúng. Về sẽ thêm lò nhiệt. Bay lên lưng tàu có hòm vàng á. Nha. Yeah. Đâu bay thử cái xem nào. Đấy rồi. Tuyệt vời. Thank you anh em nhá. Úi xổi ôi. Ngon luôn. Thế phải về xây thêm nhiệt rồi, 100 điểm NK thì nó mới tan hết. Từ trên tôi không chui vào được ấy chứ. Không, nó chưa tan hết, không chui được. Không thể vào được, có lỗ liếc rồi. Chưa tan hết, không vào được. 100. Về đã. Tôi xây thêm mấy cái hết được ngay mà. Gì đâu.
Nhưng công nhận giờ bay sướng nhở, chả tốn cái mẹ gì. Cứ thế là bay. Hướng đảo Uranium đi bên phải tới map tuyết. Ở gần map tuyết hướng SW có hang không cần nhiệt. Hướng đảo Uranium đi bên phải tới map tuyết à? Tôi phải cất đồ rồi à? Đây luôn cả này luôn. Thêm cái seed. Nào, đặt thêm một con kêu lên đây. Con kêu mà chúng ta nên đặt ở đâu đây? Kêu đặt đây nhá. Cây luôn. Xây tủ thôi, tủ để sau đi. Bây giờ đi ấy đã. Lấy tí nước đã. Điểm hết. Ơ, 118 rồi mà. Thế tại... À, tức là cái băng kia nó đã đang ở trong quá trình tan đúng không? Chúng ta phải đợi một khoảng thời gian. Tức là hiện tại đang là 119NK rồi. Nhưng mà mấy cái băng kia nó đang ở trong quá trình tan. Tức là nó bắt đầu tan. Một trăm PK khác 100NK không? Cái kia là P, nó NK anh em. Đây này. Điểm NK nó là cái điểm hết. Nó là cái điểm nhiệt. Tôi vừa nhìn ở trong mấy cái băng kia. Mấy cái băng nó bắt đầu tan ở 100NK. Thì hiện tại chúng ta đã có 100. Đẩy nhanh quá trình chuyển đổi của hành tinh. Anh nhớ xây trạm phóng tên lửa. Cũng phóng tên lửa. Ok, từ từ đã. 10K á? Đâu, 100NK. 10K NK. Trời ơi. Làm gì chuyện 10K, tôi nhìn tôi 10K. Đấy. Đây, tôi quay lại nhìn là biết mà. Đỡ phải cãi nhau. Ra trích va luôn. Anh em mod ghi lại cho tôi danh sách những anh em nào mà vừa bảo là 10k nhá. Không biết là có anh em mod nào dài còn thức không. Nãy giờ tôi đếm được khoảng tầm 4-5 anh em là có chat đây là 10k. Thì anh em mod xem lại giúp tôi à. Sách nick có mấy người thôi. Nhanh. Đây anh em. Anh em nhìn thấy 100NK chưa? Cảm ơn Ly Ca Tiếu SOS đọc bình luận của anh em đi phân giã hòm vàng được đồ. À, phải hòm vàng được đồ à? Anh em xử lý giúp tôi cái. Giúp tôi cái nhá. Giúp tôi cái. Đùa thôi.
Cái anh em đấy chắc là mắt nó cũng bây giờ đêm rồi, hơi quáng gà tí thôi. Có gì đâu nhở. Phân giã à, được super alloy với lại aluminium. Ồ, ngon. Ta ở cái thời điểm 100NK nó bắt đầu tan. Nhưng mà muốn nó tan nhanh hay tan chậm thì nó lại còn đòi hỏi cái vấn đề là chúng ta có nhiều nhiệt hay không. Chúng ta có nhiều nhiệt thì nó mới tan nhanh. Chúng ta ít nhiệt nó sẽ tan chậm. Căn bản bây giờ tôi mới bắt đầu vượt qua cái mức nhiệt gọi là ban đầu cho nó tan hơi lâu. Nhưng bình thường tôi nghĩ là nó tan nhanh. Nào, bây giờ đi đến khu vực cái gì băng bủng gì anh em bảo nhá. Tôi chỉ sợ đi lạc đường thầy. Tôi chỉ sợ đi lạc đường. Anh em cho hỏi cái chỗ uranium nó ở cái chỗ nào tôi quên bố. Đầu óc não cá vàng mà. Uranium lần trước là chúng ta đi theo cái hướng này đúng không? Xong rồi đi qua một cái khe núi đúng không? Nhiệt là hết là 28 trên giây. Uầy, thế thôi chúng ta xây cái nhiệt ở trước đi anh em ơi. Mình xây cái nhiệt ở trước đi. Tôi sẽ xây thêm một cái nhiệt này cho nó nhanh. Một giây lên tận 28 hết thì nó nhanh lắm. Ông này một giây được có 4,5. Mẹ thằng này một giây được 28 hết. Nó lên, à không, nhưng mà K nhỉ. K nó khác, cũng không lên được bao nhiêu. Thôi thế thì đi lấy. Đi lấy đi. Từ đã. Cửa cần có silicon. Từ đi đến cái điểm kia đã, anh em bảo đến đấy không cần phải, không cần phải làm tan băng mà vẫn lấy được đồ đã. Xây cái hết kia tôi thấy hơi ít. Một cái cục kia bằng 4 cục gì thì nói chung là bình thường. Ô, có mưa này. Mưa mẹ thôi. Ôi rồi mưa rồi. Ôi rồi ôi, những hạt mưa đầu tiên. Mưa rồi, có nước rồi. Trời ơi, ngon luôn. Tuyệt con nhà bà vời. Chơi hành tinh này ra nước luôn nhá. Bố đời. Đây đúng không nhở? Trước là mình đi theo cái hướng này đó. Đúng không nhở anh em nhở? Có đúng không? Trước tôi đi hướng này. Có đúng không anh em nào vừa bảo tôi về cái hướng mà đi ra cái map tuyết là đúng hướng này không? Uranium cái mẹ gì đây? Đúng không anh em ơi? Lại đi ra đây lại sai. Đúng rồi hả? Thế anh em cho tôi hỏi là có mưa thì bao giờ mới có nước? Tức là bao giờ bắt đầu mình có sông hồ ấy? Bây giờ là chui vào một cái khe núi nhở. Hôm trước là anh em hành tinh. Sướng anh ơi. Đây hôm trước là từ cái cột đầu tiên này chúng ta đi về hướng này. Từ cái cột đầu tiên chúng ta đi về hướng này kia. Nếu tôi không nhầm là cái này đây. Chỗ này này. Đúng không? Khe núi đây này. Đâm thẳng vào khe núi ướt át. Ướt con người bảo át.
ác con nhà bà ướt. Nào đây, từ chỗ này tôi xây cái ấy đã nhá. Xây một cái điểm để hồi oxy đã. À mà chưa cần. Nước mưa nhìn như con có tạnh mưa rồi. Đêm mưa và ngày đã tạnh. Đâu? Từ đây anh em bảo là đi săn mắt tuyết đi theo hướng nào? Từ đây là chúng ta phải quay trở lại. Muốn quay trở lại là chúng ta phải đi theo hướng NE. Rồi, NE SW, tôi nhớ rồi, yên tâm đi. Để xây cái chỗ này đã. Có vấn đề gì mình quay lại để phòng, anh em hiểu không? Sao tự nhiên hành tinh cảm giác nó màu dịu nhở? Tôi còn không dùng luôn filter nhá. Hành tinh giờ màu dịu vãi. Khu này lạnh đúng không? Oh. Khu này lạnh. Woo. Gió mùa đông bắc đúng rồi. Gió mùa đông bắc tròn vời. Tớ đã xây nhà đây đã. Đâu anh em bảo hang băng đâu? Đây thẳng SW đây. Tí nữa là mình cứ NE mình quay về rồi nhá. Không biết có về. Ô. Có thằng kia có sẵn chỗ ở kia. Ngon, từ đã. Từ đây ở hướng này rồi. Ở đây có sẵn mấy cái phi thuyền hay mấy cái gì máy đào luôn này. Mình phân giải được không nhở? Không được. Hỏng rồi. Úi dồi ôi. Chuột xoa trĩnh. Wow. Chuột xoa trĩnh. Wow. Ơ. Ồ, dưới này có. Xuống dưới nó có hầm ngầm luôn ạ. Uranium Fabric. Đây là một cái bản ghi nhớ của một thanh niên có tên là Xiao Dan năm 3055. Đây là một thanh niên đã từng được thả xuống đây để cải tạo hành tinh này. Nhưng mà chắc đã chết. Tôi đoán thế. Thanh niên này tâm sự tiếp là có vẻ như công việc cải tạo hành tinh này khó hơn là nó tưởng. Không khí bên ngoài rất toxic, độc. Và theo tính toán của nó thì phải mất 2 năm để cải tạo hành tinh này. Và phải cố gắng sống trong vòng 2 năm. Ờ,
Đang hết oxy nhỉ? Đây, tôi lên đây. Chui xuống dưới. Thằng này nó xuống tận dưới lòng đất, nó cải tạo này. Kinh. Chúng ta phải chui sâu dưới này xem. Có giường ngủ này. Kinh phê chứ. Thanh niên này đang cần phải tìm thêm iridium. Nó đi tìm mọi nơi. À nhưng mà nó bảo khắp nơi đều có băng này, băng tuyết này. Và nó cần, nó nghĩa là bây giờ nó phải tìm cách nào đấy để xây lên cái máy phát nhiệt. Nếu không nó sẽ bị đóng băng. Ôi giời ơi, thầy này bắt đầu đi ngủ. Khổ, chắc là bị đóng băng chết. Lạnh quá chăng? Thêm hạt giống, mấy cái này thì lấy cái này thôi. Uranium. Nhiều đồ quá. Vứt bớt mấy cái sắt này đi vậy. Đồ ăn này, tuyệt vời. Đớp đã. Còn nước này. Hết rồi. Lão kia chắc là chết. Lạnh quá. Không build kịp cái. Úi dồi ôi, nhiều lắm. Lại trip về để mở rộng. Fabric. Ném bớt cái nhôm đi. Lấy fabric. Ném bớt coban đi. Rồi. Thế này tí đã đến kia đã biết. Cái máy kia là nó là bao nhiêu? 2 oxymil. Rồi, hòm đồ của tôi là còn chứa được 2 cái oxymil nữa nhá. Xong là mình đi về. Anh em cho tôi hỏi là chúng ta đã gần đến cái chỗ có băng bẽo gì chưa? Mẹ. Tôi vẫn chưa thấy có băng bẽo gì đâu. Băng bẽo hướng nào? Còn cửa chưa phá. Ừ nhưng mà căn bản bây giờ có xuống lấy thêm đồ thì cũng không lấy được nữa, anh em hiểu không? Bởi vì là mình hết chỗ, tôi còn phải lấy cái gì nữa? Omsimium gì nữa? Đâu? Cửa chưa phá đâu. Cửa nào chưa phá dưới này hết rồi còn gì? Cửa nào chưa phá? À đây à? Ừ, mẹ dưới này còn thật. Lắm thế. Ơ kìa. Mẹ còn bị chặt đéo vào được. Cay. Ồ, có cái máy thu thập cả coi như là cái gì cơ. Thả nó xuống đã. Sao không nhặt được mấy cái này lên? Tổ sư không đi vào được anh em ạ. Vướng cái mẹ gì ấy. Đéo nhặt được mấy cái thanh này nữa luôn này. Vứt ra rồi đéo nhặt lại được. À đây. Ta đi vào cái. Không nhặt được. À đúng rồi, tôi đang lấy cái này. Quên. Nó lắm thứ này. À đây là nhiệm vụ.
Nhiệm vụ của những cái người đã từng được sai xuống đây. Lại thêm cái chip nữa. Được rồi. OC này. 200, 300, 300. Cái Lima này vứt đi này. Cái Lima này khá vớ vẩn. Cầm theo cái 300 này thôi. Này là để ăn uống. Hết rồi. Dưới này hết vẹo rồi anh em ạ. Chả có gì nữa đâu. Toàn vớ vẩn thôi. Bên ngoài trời lại mưa. Phá tường á. Tường này hả? À ừ, phá được này. Úi dồi ôi. Dưới này lắm thứ phết đấy. Đùa đâu. Cái này tôi nghĩ là để sau này mình đến mình lấy đi. Cất tạm nó vào. Sau này khi tôi bắt đầu tôi xây cái hệ thống nó gọi là gì thì tôi vào đây tôi lấy. Cất tạm mấy cái này đã. Sau mình xuống đây lấy sau. Lấy chip về trước để mở mấy cái trước. Rồi. Nhớ là thế đã. Lấy chip về trước. Ôi rồi, thanh niên sao đan điên rồi. Chúng mày gửi tao đến đây để chết. Chúng mày biết là không thể nào cải tạo được hành tinh này. Chúng mày có quan tâm đéo đâu. Khổ, chúng mày xuống địa ngục đi. Bọn Sentinel Corp hãy bị nguyền rủa. Thanh niên sao đan chết rồi. Lấy đồ vứt ở ngoài cất vào dương á. Ở ngoài toàn mấy cái hòn sắt thép này. Thì cất vào làm gì? Toàn mấy cái đồ sắt thép vớ vẩn thôi anh em ơi. Bỏ đi cũng được, cần gì đâu. Nào, bây giờ anh em cho tôi hỏi đi theo hướng nào để băng bẽo đéo gì hướng nào nào. Ồ, chả biết băng bụng ở đâu. Hàng băng hàng biếc hướng nào. Nhìn xa xăm lắm. Cất cái cây lima đi. Nó để trồng cỏ sau này. Thế à? Cái để trồng cỏ à? Ok ok ok, thế để tôi xuống tôi cất lại. Có mắt mà không thấy Thái Sơn. Nó ra nó là cái đồ để trồng cỏ à? Cần cỏ à? Nãy mình vứt bẹ đâu. Nãy tôi... À đây đây, bên này. Đây hả? Rồi, thế tôi cầm theo luôn. Trồng cỏ đấy tôi cầm theo luôn. Trong kia còn lại mấy cây thức ăn này đấy sao? Sau này xây sau. Chữ lại một bình nước. Được rồi, đi đã. Lúc nãy là mình rẽ ngang hướng này. Đáng lẽ mình đi thẳng hướng SW. Nãy tôi lại hơi rẽ ngang. Đớp này đã. Được. Rồi. Tiếp tục SW. Tí anh bù nước hay oxy đi rồi khai thác hết cái đống oxymum để mốt khỏi đi xa quay lại. Nhưng mà bây giờ tôi không có mấy cái máy chế nước với oxy ở đây mất rồi. Đây, thẳng ở SW tiếp tục. Có khi là cứ vậy thôi. Đi thẳng đi. Em có xa không nào?
Đó, thì ngoài này trống không này. Hình như ở khu này nó thằng làm game nó chưa build tiếp anh em ạ. Có cái mẹ gì ngoài này đâu. Sa mạc trống vắng có mẹ gì đâu. Ơ cảm ơn anh em Toàn. Cho anh rẽ về bên phải đi một. Từ chỗ anh rẽ bên phải đi một đoạn có một cái hòm thì rẽ về bên tay phải tiếp. Ok ok, cảm ơn anh em Toàn nhá. Ủa 500k đâu đâu đâu. Từ chỗ anh đi về phía bên tay phải. Đây, đi phía tay phải đây đúng không? Gặp một cái hòm thì rẽ phải tiếp. Hù, mẹ sulfur này có khi sau này quý đấy. Rồi, xịt ly mai trồng cỏ đúng không? Đâu anh em ơi? Loanh quanh luẩn quẩn lạc mẽ đường. Đây có cái hòm đây, đây gặp cái hòm đây. Rồi, ý anh em Toàn là cái hòm này đúng không? Anh sẽ gặp một cái hòm, ok. Tôi gặp cái hòm khốn nạn này ở đây rồi. Rồi bỏ uranium đi, ở nhà mình có nhiều uranium lắm rồi. Ôi, từng nay chip để tôi mở thôi rồi luôn. Chúng ta sẽ phải gặp cái này sẽ phải. Đây này có cái hang đây, đây có hang đây rồi, đúng hang đây rồi. Trời ơi tuyệt vời nung, tuyệt vời nung. Từ từ đã. Tôi phải xây cái chỗ ở ngoài này đã. Tạm thời chúng ta bù phát nước này. Hai iron và một titanium. Thêm một iron nữa. Từ đã tôi xem cái chỗ lấy oxy đấy đã. Đề phòng. Iron, titanium, silicon. Iron, titanium. Đây rồi. Ngon ngay. Rồi. Úi dồi ôi đây rồi. Tuyệt vời. Một phát luôn. Su phua. Mẹ nhìn cái gì cũng muốn lấy. Đây phát thứ hai đây. Không sao đâu anh bạn. Tôi nghĩ lần sau mình có quay về đây mình lấy nhanh thôi. Kể lần sau quay đây lấy đi cũng nhanh thôi. Lấy thêm sulfur. Rồi, đây rồi, về. Uống nước đi. Xem còn lấy thêm cái nữa đi. Chỗ này đi nhanh thôi. Tại vì là tôi xây cái đám. Tôi xây mấy cái đường đi để lấy oxy ở kia rồi. Thì mình nhớ đường đi nhanh thôi. Lần sau có ra đây lấy nhanh thôi. Về đã. Đủ đồ rồi. Xây beacon đánh dấu, không cần xây beacon đánh dấu anh em ơi. Tại vì trên đường đi tôi nhớ mà.
Trên đường đi mình đã xây mấy cái điểm. Trên đường đi mình đã xây mấy cái điểm, điểm chữ oxy rồi. Không lo đâu. Thoải mái đi. Giờ đi về một cách nhẹ nhàng. Toanh. Đây rồi. Chỗ này đây. Và đi thẳng ra hướng này, phi lên trên kia. Sợ qua bữa sau ông quên đó. Bữa sau quên lại có anh em lại búp, lại búp cho 500k thôi. Anh em lại bút 500 qua. Cảm ơn anh em lượng nhá. Bay nhiệt tình vào anh. Ừ đây. Bay nhiệt tình đây. SW NE. Đây rồi. Chui lỗ. Tên lửa sao không dùng vậy? Anh đang dùng đấy. Tôi đang đi tên lửa đây cho anh em nghĩ tôi đang đi cái gì. Đang đi tên lửa đỏ. Tên lửa đỏ. Tên đỏ lửa, tên lửa đỏ. Về rồi. Đường kia dễ nhớ mà. Cứ SW. Táng thẳng ở SW. Bay xa anh đè thêm ship rồi bấm escape là nó tự chạy. Đâu? Bấm escape nó thoát ra luôn đấy mà nó có tự chạy đéo đâu anh em. Bấm escape nó ra cái này mà. Tức là tôi phải để cái màn như thế à? Không được bỏ cái màn này đi à? Luôn luôn phải để cái màn như thế à? Thôi đây về rồi. Yên tâm rồi. Ngon nghẻ luôn. Mở chip luôn nhé. Mấy khí. Đi cốt chip luôn. Một cái chip này. Hai cái chip này. Ôi có la bàn. À, mà la bàn mình cần gì nhỉ. Ôi, phòng ngủ. Máy tái chế rác. Mining seat T3 luôn. Đèn ngon sợ. Giờ mình có thực thêm nhiều thứ phết đấy. Mining seat T3 nhá. Tức là cái này là tôi khai thác nhanh lắm đây này. Tốc độ phải nói bố của tốc độ luôn đây này. Còn có cả quả tăng tốc độ di chuyển. Đấy. Có thêm quả compass. Ad thêm cái la bàn. Đấy kiểu la bàn có rồi ad thêm gì. Đây.
Water Collector, cái này nó sẽ hứng nước. Nó sẽ hứng nước. Khi mà có mưa xuống nó sẽ hứng nước. Cái này là cái máy nó sẽ... À... Cái này nó sẽ break down tất cả các cái object, chuyển sang coi như là core. Tức là tôi mang một cái món đồ gì đấy mang về, nó sẽ giã toàn bộ cái món đồ đấy ra cái chất liệu đầu tiên. Từ là cất bớt đồ rồi anh em ạ. Đúng đồ. Cất bớt đã. Một, hai. Rồi. Những cái nội yêu cầu cái gì nhỉ? Iridium mình trước mình cất ở đâu? Đây. Rồi, super alloy mình cất ở đây. Ok, thank you Vinamilk. Cần alu, à rồi, aluminium ở đây. Mưa mãi thế mà vẫn chưa có nước nhỉ. He. Bao giờ hành tinh mới có nước anh em ơi? 1 triệu điểm ti rồi. Đã hoàn thành nhiệm vụ chúng ta ngày hôm nay là 1 triệu điểm ti anh em ạ. Vẫn chưa có nước. Đây, xây cái máy này ở đây nhá. Máy đào khoáng. Nó đang đào được sắt à? Thế chỗ này chỉ đào được bối sắt thôi à? Nó có đào được cái gì khác được không? Mang ra xây bên y à, tức là mình cắm vào chỗ nào nó chỉ lấy được cái như thế à? Anh xây ở khu nào nó ra quặng khu đấy à? Đạch. Thế phải đi con chắc cái này đi rồi. Ờ à, thế thì theo anh em mà nên xây ở khu nào nhỉ? Để tôi lấy thêm tí nước đã. Nhôm á? Rồi, xây chỗ đá sáng này có nhôm luôn nhá. Đỡ phải lấy nhôm. Tạm thời chứ đã, về sau mình cần lấy cái khác thì mình lại thì mình lại xây lại thôi, cái thì không khó lắm. Cây chín hết à? Đập luôn. Osmium phải ọc T2 mới đào được. Thôi cứ từ từ. Cứ ra đây đào nhôm trước đi. Ok. Để tôi ra tôi tìm được cái chỗ nào nó có hình, có cái nhôm cắm thẳng dưới này luôn. Bố lá bố lều. Đây nhôm đây. Cắm thẳng đây luôn nhá. Đấy. Xem mình có ra nhôm với tao không nào. Ngon. Ngon. Tuyệt, vắn vời luôn.
Cứ để ở đây nhôm đi. Nó vẫn random nha anh không? Tôi nhìn thấy cái chỗ này nó có sẵn cái quặng nhôm, nó cắm thẳng lên đấy luôn. Cắm không trượt phát nào luôn. Để xem mình đã mở những cái nào nè. Ngày trồng hoa. Anh mới trồng cỏ như nào? Để tôi trồng cỏ. Hết tơ. Bệ phóng tên lửa đấy đúng không? Hay là bây giờ mình chuyển sang xây bệ phóng tên lửa nhỉ anh em nhỉ? Bởi vì anh em bảo là tôi muốn đẩy nhanh cái quá trình nó gọi là biến đổi của hành tinh thì tôi cần phải xây bệ phóng tên lửa. Ta cần phải phóng tên lửa lên. Thì ở đây nó có cái bệ phóng tên lửa rồi này. Làm spay luôn anh ơi. Trồng cỏ kế cái chậu hoa. Đâu nhỉ? Nãy đây gì? Đâu? Chậu hoa này làm gì có trồng cỏ nào? À đây. Ừ, được. Trồng cỏ đi. Cho nó xung quanh nhà mình trông cho nó gì cái nhỉ anh em nhỉ? Trông cho nó mát mắt tí. Trồng cỏ nhá. Đây, nó sẽ coi như là sau khi mà tôi đặt cái cỏ vào đây thì nó sẽ tạo ra cỏ xung quanh cái này. Được. Cho cái nhà mình nhìn trông nó xanh mát tí. Ngay trước cửa này. Nó xanh mát tí. Nước đâu cho ông làm á? Cái này nó tự luôn mà. Chúng ta tự xây thôi mà. Chúng ta cần có xít lima, aluminum, magnesium và hai nước được. Xây hai cái luôn nhỉ? Tên lửa một cái là nó tăng gấp 10, hai cái tăng gấp 20. Úi dồi. Nhập kinh thế quá. Ai chơi? Hai cái trồng trước cửa cho nó có tí mát mát khổ. Xây tên lửa vừa tăng 1000% tốc độ vừa có quặng anh ạ. Rồi cảm ơn anh em định. Ok. Được rồi. Thế tôi cứ làm xong cái này đã. Làm xong cái này đã. Đâu nhỉ? Cái cỏ lima tôi để đâu nhỉ? Đây rồi. Đây, làm luôn. Thiếu nước. Piu, 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 piu. Một cái đấy. Ui. Một cái này thôi mà nó vòng xa được kia cơ mà. Nó vòng ra bao nhiêu cỏ. Kinh phết đấy. Đây xem nào. Một cái ở đây. Ui dùng nước tưới kìa. Ui xôi ôi. Quá bố rồi. Rồi, cái nữa ở đây. Nhà cửa trông nó phải đẹp anh em nhỏ. Nước bắn tung tóe luôn. Rồi. Bắn tung tóe nước ra cho anh. Cỏ kiếc mọc ầm ầm lên cho anh. Cỏ đâu ông ơi, sao trồng á, cứ bình tĩnh từ từ anh em.
Qua thời gian anh em thấy cỏ mọc lên, anh em thấy cỏ mọc chưa? Cỏ bắt đầu lên rồi này. Anh em thấy chưa? Nước mà, có nước mà bắt đầu có cỏ mà. Đấy. Thấy cỏ mọc lên chưa? Đấy. Bắt đầu có những mầm nhú đầu tiên. Anh em thấy mầm nhú chưa? Nước thánh ngà nhanh thế. Ừ, có khi nhanh như nước thánh thật đấy chứ nhỉ. Hết đấy chưa? Mày đừng có rơi vào tao nhá. Đây, bệ phóng 3 super alloy. Dễ mà. Ba super alloy, 3 titanium và 3 iron. Quá dễ. Úi dồi, tí chết. Nó có nhôm luôn này. Không, cái này nó không rơi vào nhà đâu anh em ạ. Con game này được cái là nó cũng tính toán, nó không cho rơi vào nhà mình đâu. Cái đây nó chỉ là để nó sới thêm mà chúng ta mấy cái đồ lên thôi. Bệ phóng ở đây luôn nhá. Bệ phóng nằm giữa chỗ này luôn cho nó đẹp đẽ nhá. Thiếu một iron nữa. Ui, cỏ lên xanh mướt mượt mượt luôn. Trời ơi, anh em thấy không? Cỏ xanh mướt mượt mượt. Nhà mình bây giờ hơi bị mát mắt luôn. Đợi tí tương lai nó sẽ mọc còn dày hơn. Bây giờ nó tạm thời này thôi đã. Ui, trời ơi, khiếp, quả bệ phóng to thế. Bố tổ sư, mẹ bệ phóng đéo to này. Ui, trời ơi. Đấy. Anh em thấy bệ phóng tên lửa chưa? Bây giờ bệ phóng rồi thì chúng ta tên lửa đâu đây? Xanh mướt mượt mượt. Giả lập Elon Musk. Ôi, nhà hết điện rồi. Thôi chết. Mải gì quá, hết bố điện từ bao giờ, chết tôi không? Để xây thêm cái nhà phát điện nuclear phát đã. Xây thêm cái nuclear. Khổ. 9 uranium mới tạo được một cái này cơ. Đủ mà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rồi. Thoải mái luôn. 3 alloy. 1, 2, 3 alloy. Ok. 2 nước. Ok luôn. Thôi chết, mà nhà hết năng lượng tôi có chứa nước không nhỉ anh em nhỉ? Bỏ mịa. Từ từ, từng bước một đã. Như vậy là cái tháp tên lửa nó cũng ngốn điện của mình. Tên lửa nó đòi hỏi điện. Cày. Nào, đến đây. Này thì lò phản ứng hạt nhân này. Rồi. Hai lò cấp điện ầm ầm luôn. Tới đây em. Nước lại lên rồi.
Đấy. Nào, tôi xem cái mục tên lửa nằm ở đâu nào. Tên lửa anh em ơi, tên lửa nằm ở đâu anh em ơi? Ga extract, orc extract T2. Drill, à cái này là khoan. Biodome, nuclear fusion, kinh quá nhỉ. Leo lên bệ có à? Ôi ôi. À. Đây nó có hai loại. Cảm ơn anh em Toàn nhá. Anh xây nhà kính cho nhiều oxy hơn. À thế hả? Ok, từ từ đã. Ô cái này dễ mà. Rocket này dễ vậy. Cái rocket này là sẽ bắn lên nhá, cần hai super alloy một cái rocket engine. Khá đơn giản. Ba coban là chúng ta sẽ phóng lên, nó sẽ khiến cho cả cái hành tinh này sẽ có thêm nhiệt. Ta tăng khả năng có nhiệt. Còn cái này là nó sẽ tăng thêm cái từ. À không, cái này là nó sẽ tăng thêm khả năng khai phá trên hành tinh này bằng cách là nó bảo vệ cái trường lực từ trên hành tinh. Tức là cái magnetic field đây đúng không? Chủ yếu là tôi cần cái magnetic đây bởi vì nó sẽ tăng thêm, nó sẽ bonus cho cái cho cái việc phát triển của hành tinh đúng không? Một cái là nhiệt, một cái là lực hút. Tức là bây giờ là tôi sẽ làm cái nào trước nào? Một là cái nhiệt và hai là cái từ trường. Đấy, thì theo anh em mà phải chế cả hai à? Nhiệt trước cái gì? Lực hút tạo thủy triều. À, nhưng đã có thủy đâu mà triều. Anh em Malen nha, Trần bảo lực hút tạo thủy triều, đã có thủy đâu mà triều. Hành tinh đã có nước đéo đâu mà thủy triều. Cứ tan băng là có nước, như vậy là cần phải nhiệt trước đúng không? Thôi rồi, hôm nay chúng ta trên đây thôi anh em ạ. Ở cỏ mọc tùm một lượt, lún phún luôn rồi này. Hôm nay trên đây thôi anh em ạ. Lún phá lún phún như này nhỉ. Lún phún. Thôi anh nghỉ rồi anh em ạ. Rất cảm ơn tất cả các anh em đã theo dõi và chúc anh em có những giấc mơ đẹp. Hôm sau chúng ta sẽ cùng phóng tên lửa. Hôm nay nói chung là cũng làm được quá nhiều việc rồi. Rất cảm ơn tất cả các anh em theo dõi. Bye bye. See you again. Bye bye anh em. Bye bye.